20 năm kinh nghiệm, Arena Multimedia đã xây dựng hệ thống với hơn 350.000 sinh viên đang theo học trên 15 quốc gia, có mặt tại Việt Nam từ năm 2004. Arena là tổ chức duy nhất đào tạo chuyên ngành mỹ thuật đa phương tiện một cách bài bản, toàn diện với giáo trình quốc tế, triển khai đồng bộ tại hơn 300 cơ sở trên toàn thế giới.